どうぞお入りくださいませ。お席でございます。いらっしゃいませ。県外の外国人が少なくて3000人ぐらい。Người nước ngoài ở Amuri này chỉ khoảng 3.000 người thôi. そのうちあのベトナムの方が4割も占めています。người Việt Nam thì là khoảng 1/4 trong số đấy. Tất cả thành viên đều chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của cục du lịch xúc tiến Aomori hả? Anh Sato và tại vì của Vietnam sẽ ở vùng này. Quỳnh nhớ cái kiểu cái tay xong cái gì? Đây đúng hả? Tất cả. じゃあ最後にラッセラーの掛け声でやりたいと思いますので、ねぶたの掛け声皆さんご存知ですか？